Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của tôi này. Bây giờ là sáng thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ sáu, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trong cái phần tin tức buổi sáng Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và đặc biệt những cái sự kiện gây cấn hấp dẫn nó đang xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy, bao gồm hai nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, tại sao, vì sao cụ Bảy sau 47 năm lại chơi lớn và chơi ngu. Nội dung thứ hai, Tổng thống Mỹ mới vừa nhập viện. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn nghe nhé. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới cụ Bảy hay là chú Bảy, các bạn muốn gọi như thế nào cũng được. Nó như thế này nè các bạn, sau 47 năm cái con đường chính trị của cụ Bảy thì cụ Bảy chẳng làm được một cái trò trống gì cho bản thân mình cũng như là cho người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Rồi bây giờ chú Bảy lại mang một cái biệt danh là tổng thống vô dụng nhất của nước Mỹ. Tại sao? Tại vì những cái chính sách, những cái sắc lệnh mà 9 tháng qua chú Bảy đã đưa ra đã làm ảnh hưởng thiệt hại nặng nề cho người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Điển hình như thế này thì chú Bảy định chơi lớn, chú Bảy tính đưa cái năng lượng xanh vào để thay thế và khai trừ, khai tử cái ngành dầu hỏa để mà lấy tiếng là chơi ngu. Tại sao chơi ngu, chút xíu nữa tôi này sẽ giải thích. Đó thì bây giờ chú Bảy lại đi năn nỉ những cái ông CEO vuốt ve các đại công ty của ngành dầu hỏa và khí đốt để làm gì? Để năn nỉ họ giảm cái giá và năn nỉ họ sản xuất nhiều ra, thì nếu có nhiều thì cái giá nó sẽ rẻ hơn là có ít. Sau khi chú Bảy khai tử người ta, cấm người ta, không cho người ta, bây giờ lại đi năn nỉ vuốt ve người ta. Như thế này, các nhà phân tích cho biết là chú Bảy hứa cho suông với đám con dân của đảng con lừa để họ bầu cho chú Bảy, và sau đó một lần nữa chú Bảy lại bỏ con giữa chợ, giống như là bỏ Afghanistan gì đó các bạn nha. Rồi thì bây giờ chú Bảy đã rầm rộ đi năn nỉ các đại công ty dầu hỏa để họ sản xuất thêm, họ giảm cái giá. Tại vì bây giờ vòng quanh nước Mỹ và cả luôn vòng quanh thế giới, châu Âu, châu Á, cả luôn nước Việt Nam, dầu hỏa, dầu khí, xăng dầu nó tăng giá. Tại vì sao? Vì những cái chính sách mà chú Bảy đưa ra. Ví dụ điển hình như là cái tiểu bang California, ông thống đốc cũng mới vừa bắt chước theo chú Bảy, cấm tiểu bang California khai thác dầu hỏa. Vậy thì sao? Không có dầu hỏa thì phải đi mua của người khác, phải lệ thuộc vào người khác, và cái giá nó sẽ leo thang. Đó, cho nên người ta nói như thế này, chú Bảy định chơi lớn nhưng mà lại chơi ngu để lấy tiếng, bây giờ phải đi năn nỉ các đại công ty. Thì vào ngày hôm qua, ông giám đốc điều hành tại hội đồng sản xuất của Mỹ cho biết với tờ báo Reuters như thế này, là hiện tại bây giờ các chính sách hạn chế cũng như là các chính sách mà chính quyền chú Bảy đưa ra, nó đã làm cho nguồn cung cấp và sản xuất dầu hỏa, dầu khí ở Mỹ khó khăn hơn, và đã làm cho ảnh hưởng đến người Mỹ phải trả tiền nhiều hơn cho những cái việc mà xăng dầu và năng lượng. Tức là những cái chính sách mà chú Bảy đưa ra bây giờ nó ảnh hưởng cả luôn thế giới chứ không riêng gì nước Mỹ. Xăng dầu không có, mọi người trong cuộc sống cần phải có xăng dầu các bạn. Thấy chưa? Rồi bây giờ thì chú Bảy đã hiểu ra, là chú Bảy biết là chú Bảy chơi lớn nhưng mà chơi ngu, chơi ngu để lấy tiếng. Cho nên bây giờ chú Bảy phải đi năn nỉ các đại công ty để họ giảm cái giá xăng dầu và họ sản xuất nhiều những cái xăng dầu ra để cung ứng, để đáp ứng cho mọi người. Các bạn ơi, các bạn sau khi mà chú Bảy lấy được cái chức vụ tổng thống á, thì chú Bảy rất là hùng hổ và chú Bảy hứa rất là nhiều để làm gì? Để thị uy, để ra oai với những người mà đã ủng hộ chú Bảy cũng như là những cái đảng dân chủ đó các bạn. Đó, thì sau khi mà chú Bảy hứa suông, bây giờ thì chú Bảy biết là mình đã sai lầm, chú Bảy biết là mình đã coi như đi cái con đường xa trái, bây giờ xuống nước nhỏ đi lại gặp các CEO của hãng dầu khí dầu hỏa để năn nỉ họ là không, bây giờ thì tôi sẽ không có khai tử các ông nữa, tôi sẽ không có khai trừ các ông nữa, tôi sẽ không stop các ông nữa, không, bây giờ các ông ráng sản xuất nhiều ra thêm, các ông ráng
coi như là làm cách nào đó để hạ giá dầu khí xuống được không, xăng dầu xuống được không, chứ bây giờ thì nó cao quá rồi. À, nó tóm lại là chú Bảy đã xuống nước nhỏ đó các bạn. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó liên quan tới cái chuyện Tổng thống Mỹ mới vừa nhập viện. Vậy Tổng thống này là ai? Number số mấy? Và thuộc cái đảng nào? Sau đây mời các bạn nghe nha. Các bạn ơi, các bạn à, sau khi cái tin mà Tổng thống nước Mỹ bị nhập viện á, thì làm cho hàng triệu người ở cái nước Mỹ này và hàng tỷ người vòng quanh thế giới, người ta ngỡ ngàng và người ta vui mừng. Nhưng sau đó thì người ta mừng hụt là tại vì không phải cụ Bảy, không phải chú Bảy, mà là cũng là Tổng thống của đảng Dân Chủ, nhưng lại là Tổng thống thứ 42. Sau đây mời các bạn nghe nha. Ông Bill Clinton là Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ. Ông ta đã giữ chức vụ Tổng thống năm 1993 cho đến 2001. Và trước khi ông ta lọt vào cái chức vụ Tổng thống thì ông ta là thống đốc của tiểu bang Arkansas từ năm 1979 cho đến năm 1981, và sau đó năm 1983 cho đến năm 1992. Rồi thì vào ngày hôm qua thì cựu Tổng thống Bill Clinton năm nay là 75 tuổi đã phải nhập viện. Tại vì sao? Sau đây mời các bạn nghe nhé. Theo như đài CNN cho biết, Trung tâm Y khoa tại Đại học California cho biết như thế này, là ông Bill Clinton có những cái căn bệnh. Thì theo như người phát ngôn viên của cựu Tổng thống Bill Clinton cũng như là các bác sĩ điều trị tại bệnh viện Đại học California cho biết như thế này, là ông Bill Clinton bị nhiễm trùng máu và phải nhập viện, chứ không có liên quan gì tới cái chuyện COVID-19. Và bây giờ thì tình hình sức khỏe của ông ta đang tiến triển khả quan, cho nên ông ta có thể xuất viện. Các bạn ơi, các bạn à, sau 9 tháng đảng Dân Chủ và chú Bảy lọt vào được tòa Bạch Ốc và đang cố gắng để mà sửa đổi hiến pháp của nước Mỹ từ tự do trở thành không tự do, từ tự do trở thành gò bó và bắt buộc, thì bây giờ cả luôn cái chính trị, cả luôn nền kinh tế của nước Mỹ cũng bị lung lay lung lắc vì chú Bảy và chính quyền của chú Bảy. Nó làm cho người dân phải ảnh hưởng nặng nề đời sống, kinh tế, vật chất, mọi thứ nó leo thang, tình hình lạm phát nó tăng cao, và nước Mỹ đứng bên bờ vực thẳm dở nợ và bể hụi. Và bây giờ thì chú Bảy đã thành công về cái điều phá hoại đó. Đó, các bạn thấy không, chỉ có 9 tháng thôi mà nó đã như thế này rồi, còn 3 năm mấy nữa thì nó sẽ như thế nào? Nếu các bạn thấy nó như thế nào, please bình luận bên dưới để chia sẻ ý kiến với mọi người nhé. Rồi, sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ 6 tối nay cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ, và đặc biệt những cái sự kiện gây cấn nó đang xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy, thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để làm một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel, cũng như bạn nào, cô chú bác anh chị em út nào chưa có nhấn nút đăng ký thì please bấm nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony nha. Have a good day, have a good weekend. Bye bye.